Sáng thứ hai tại Agala thì có những gì ạ? Đây thì đầu tiên là một gói trước Ford Ranger. Đấy, anh em mà đi cái nắp thùng quận cơ mà hay bị cái tình trạng đó là kéo cái thùng quận ra mà không hồi lại được này, thì chính nguyên nhân là do cái chính là cái lò xo này anh em nhá. Cái lò xo này nó bị gãy này. Đấy. Đây, nó sẽ hai đầu như này và cái lò xo này bị gãy như này thì nó sẽ không còn tải được cái quận cơ này nữa và nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là anh em mà kéo ra và nó không đàn hồi lại được nữa. Thì anh em chỉ cần thay một nguyên cái quận cái lò xo này thôi nhá. Là có thể thoải mái quấn ra quấn vào. Thì đây bên em đang tháo ra để thay thế này. Thứ hai là chiếc Toyota Tiết này, có thể đang sử dụng cái dụng cụ đó là lại vệ sinh dàn lạnh, nội soi dàn lạnh của bên em với cái công nghệ mới của Hàn Quốc. Anh em có thể thấy cái máy nó rất là to và cái máy này thì sẽ có cả máy hơi nước nóng nhá. Anh em nào đó đã xem cái kênh của em rồi thì anh em sẽ biết là cái máy này nó sẽ có rất là nhiều chế độ để mà vệ sinh nguyên cho cái dàn lạnh của anh em mình để cho nó sạch sẽ hơn. Chiếc Ford EcoSport cái thì cũng vừa mới vệ sinh xong. Đấy, làm một lúc cả hai chiếc cái xe này. Đây, còn anh em thấy đây là chiếc BT50. BT50 này thì đang dán nguyên full phim 3M. À, đây là cái phim mà nguyên bản của chiếc xe này. Đây, đây phim nguyên bản chiếc xe thì anh em thấy là cái này cái phim này nó là từ rất lâu lâu rồi mà cái thương hiệu này cũng không biết là thương hiệu gì. Và đi cực kỳ nóng nha anh em nhá. Đi rất là nóng luôn. Đây anh em bác chủ đi qua đây. Đây anh em thấy bóc ra thì có cái lớp keo này, bên em có cái dung dịch tẩy vệ sinh keo để mà vệ sinh lại sạch sẽ cho các bác. Xong bắt đầu thông thì chưa không dán và tất cả các xe mà đến thi công tại Akala đều được bóc và tẩy keo miễn phí cho anh em nhé. Còn kính lái đây anh em thấy ạ, cái kính lái là cái kính mà quan trọng nhất, nhiều phản chiếu nhiều nhiệt nhất, thì đây đang được dán đó là cái gói 3M credit anh em thấy ạ. Đây với gói 3M mã CR60 dành riêng cho để dán cho kính lái của anh em. Con này thì cái độ cách nhiệt cực cao và đây là gói cao cấp nhất của 3M, gói credit anh em nhé. Con này là full phim 3M. Và sang đây thì là đang có một chiếc Mazda 3 đời 2018 thì con này lên full kịch luôn. Đây anh em có thể nhìn thấy đây à. Đầu tiên là quả bên cốt này anh đã độ một quả VXLive V20 rồi này. Bên này nó sẽ làm một bộ Titan GTR Limited 3.0, nó sẽ là 4 vi. Anh trẻ ra cho em đi. Đây anh em có thấy là ánh sáng của đèn bộ đèn này, 4 vi. Đây mới là hai quả, còn một hai quả bên cặp bên kia nữa. Em đang thì giờ bên em thì đang tiến hành thi công. Còn một lúc nữa thôi là sẽ thi công xong và anh em sẽ có thể cảm nhận thấy là ánh sáng nó đã sáng hơn gấp 3 đến 4 lần rồi. Đấy, còn anh em nào chưa nâng cấp đồ chơi xe nhá, cần đang cần độ đèn hoặc là độ bất kỳ gì trên xe của mình, hãy inbox cho bên em hoặc là comment bên dưới, bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.